Theo hãng tin TASS của Nga, vào sáng ngày 24 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo sẽ triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tại Donbass, miền đông Ukraine. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết sẽ triệu tập phiên họp khẩn cấp thứ hai về khủng hoảng Nga-Ukraine. Vào rạng sáng ngày hôm nay 24 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Quốc hội Ukraine đã thông qua tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia áp dụng với toàn bộ lãnh thổ và kéo dài trong 30 ngày. Quốc hội Ukraine đã thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp theo đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky sau khi Nga bắt đầu sơ tán nhân viên đại sứ quán nước này tại Kiev, trong khi Mỹ cảnh báo khả năng bùng nổ xung đột tại nước này. Phát biểu trước các nghị sĩ trước khi diễn ra phiên bỏ phiếu, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Oleksiy Danilov cho biết tình hình đang khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép mỗi khu vực của Ukraine sẽ có quyền chọn lựa các biện pháp an ninh phù hợp để áp dụng, như hạn chế một số loại phương tiện nhất định, tăng cường kiểm tra xe tham gia giao thông. Ngoài ra, các sự kiện đông người cũng tạm thời bị cấm. Riêng tại thủ đô Kiev, lực lượng an ninh sẽ kiểm tra gắt gao hơn tại các cửa ngõ chính vào thủ đô, nhà ga và sân bay. Trong khi đó, chính phủ Anh vừa công bố gói hỗ trợ kinh tế mới đường thiết kế nhằm hỗ trợ cho sự ổn định lâu dài của Ukraine. Ngoại trưởng Anh bà Liz Truss đã nhắc lại cam kết của Anh trong việc sẵn sàng đứng ra bảo lãnh để Ukraine có thể vay đến 500 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Phát triển Đa phương MDB cho các dự án hỗ trợ sự ổn định kinh tế và những cải cách quan trọng như chống tham nhũng. Ngoại trưởng Liz Truss nêu rõ Anh đang sử dụng chuyên môn và sức mạnh kinh tế để hỗ trợ người dân Ukraine. Bà Truss cũng khẳng định Anh ủng hộ Ukraine và người dân nước này, đồng thời sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp về kinh tế. Vào tháng 12 năm ngoái, Anh đã tăng số tiền hỗ trợ tài chính dành cho Ukraine thông qua cơ quan tài chính xuất khẩu Vương quốc Anh lên tới 3,5 tỷ bảng và ký một hiệp ước giúp Ukraine có thể tiếp cận chuỗi cung ứng của Anh. Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia sẽ được triển khai ở thủ đô Washington DC khi thành phố chuẩn bị đối phó với nguy cơ các cuộc biểu tình trước sự kiện Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 3 tới. Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị các phương án đối phó với sự xuất hiện của các đoàn xe tải biểu tình như những vụ việc gần đây ở Canada, do đó lực lượng vệ binh có thể được triển khai chặn các con đường đến khu vực DC. Theo một thông báo vào tuần trước, 535 nghị sĩ quốc hội có thể tham dự buổi lễ đọc thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có dấu hiệu suy giảm. Năm nay, do sự lây lan của làn sóng COVID-19, buổi lễ đọc thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden đã bị lùi lại muộn hơn so với thời điểm thông thường của các năm trước là cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết số ca nhiễm mới tính đến 9 giờ ngày 23 tháng 2 tăng lên mức kỷ lục là hơn 171.000 trường hợp, tăng gần gấp đôi so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, Bộ Y tế Hàn Quốc kêu gọi mọi người bình tĩnh trước sự gia tăng nhanh chóng này. Bộ Y tế Hàn Quốc cho rằng hiện chưa có lý do phải lo ngại dù số lượng ca nhiễm mới COVID-19 tăng mạnh. Đại diện cơ quan này cho rằng số ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh nhưng số ca bệnh nặng và tử vong vẫn duy trì ở mức thấp. Hàn Quốc đã chứng kiến sự gia tăng bùng nổ các trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ giữa tháng 1 khi Omicron nổi lên như chủng virus nổi trội ở nước này. Giới chức y tế Hàn Quốc dự báo số ca nhiễm mới có thể lên tới 270.000 ca một ngày vào khoảng giữa tháng 3 khi làn sóng lây nhiễm lần này đạt đỉnh. Các trường học ở Hàn Quốc đang cân nhắc về việc có để trẻ em trở lại trường học trực tiếp hay không khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là bắt đầu học kỳ mùa xuân. Hiệu trưởng các trường là người có thẩm quyền quyết định về hình thức giảng dạy tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm COVID-19 tại trường. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông vừa công bố khoản ngân sách trị giá 170 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương với 22 tỷ đô la Mỹ, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Với khoản ngân sách trị giá 22 tỷ đô la Mỹ mới được công bố, chính quyền Hồng Kông Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy các biện pháp xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng và hỗ trợ bệnh viện, trong khi bổ sung cho quỹ phòng chống dịch để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cơ sở liên quan. Ngoài ra, chính quyền cũng đầu tư thêm 2 tỷ đô la Mỹ để mua các trang thiết bị phòng chống dịch. Ngoài ra, Hồng Kông cũng đề xuất giảm 100% thuế lợi tức cho năm 2021-2022. Biện pháp này sẽ mang lại lợi ích cho 151.000 doanh nghiệp. COVAX, cơ chế chia sẻ vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu, hiện đang dư thừa hơn 300 triệu liều vaccine.
việc dư thừa nguồn cung vaccine thể hiện sự khó khăn trong triển khai tiêm ở các nước nghèo, từ đó sẽ có thể dẫn đến nguy cơ tạo cơ hội cho SARS-CoV-2 đột biến thêm. Theo một tài liệu của Liên minh vaccine Gavi, chương trình COVAX có 436 triệu liều vaccine để phân bổ cho các quốc gia. Chương trình này hiện có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu hiện tại, nhưng việc phân phối vaccine gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại một số quốc gia kém phát triển hơn. Nhiều nước miễn cưỡng tiếp nhận thêm vaccine vì họ không có khả năng triển khai các chiến dịch tiêm chủng để sử dụng hết số vaccine đó. Các quốc gia nghèo đối mặt với những trở ngại như thiếu thiết bị bảo quản lạnh chuyên dụng, thiếu hụt tài chính để hỗ trợ các mạng lưới phân phối.